Đây, hướng dẫn qua cách chơi chiếc xe Bronco TRX4 của Chan Sát. Đây, nút bật nguồn của khiển đây này. Đấy, sau khi đó mình sẽ phải là bật nguồn ở cái xe này trước, ở phía bên trong thì sẽ hướng dẫn sau. Tiến này, tiến này, lùi này. Cái này tiến lùi thì anh em đều biết rồi. Còn đây là số kênh, này kênh số, công tắc số lên xuống. Còn cái này là chim chỉnh bánh lái, ví dụ bánh lái mà nó lệch, nó không thẳng thì chúng ta có thể chỉnh lại cho nó thẳng hướng lái. Còn cái này là chỉnh gia tốc về, trong cái khiển hiểu tuyến tính tốc độ của xe chạy. Còn đây là cái công tắc khóa vi sai. Cái này là khóa bánh trước. Và mở vi sai bánh sau. Còn như thế này là khóa cả hai. Gạt xuống hết. Như thế này là mở vi sai cả trước lẫn sau. Mở vi sai là mở vi sai để đi vào cua thứ thì cho nó bượt, nó không bị lật xe tốc độ cao. Đấy, cơ bản sơ qua như thế. Còn mấy cái nút này là nút để set set khiển, set các cái chế độ trong khiển này, thì cái này anh em có thể đọc hướng dẫn để mở cái body này ra. Thì ở trong này nó có một cái lẫy đây, một cái lẫy, chỉ cần ấn vào đây cái cần móc móc vào nó tự động nó bật ra, vừa móc vào vừa đẩy lên. Đây, móc vào đẩy lên là được, mở tất cả các ở bên ra, chỉ mở body được, rất đơn giản. Cái xe này đắt tiền là vì cái chuyện như vậy. Đây, phía bên trong xe này. Đây là công tắc bật nguồn. Đấy, tắt đi, mỗi lần chơi xong tắt đi. Và bật lên. Giữ một lúc đèn xanh nháy là được. Đấy, nếu mà tắt tắt khiển đi thì nó sẽ nhấp nháy đỏ đỏ ở cái hộp RX đây. Đây hộp RX nhận cái khiển này. Mình bật ngay lên là mình sẽ điều khiển được. Đây là các cái servo khóa V-Sai. Đây là ô khóa số, lên xuống số hai cấp. Motor chổi than nguyên bản của xe. Lưu ý là cái này lội bùn, hạn chế lội bùn nước trong thì được, nhưng mà lội bùn rất nhanh hỏng. Còn đây pin. Với cái chìa khóa pin này thì mình lên pin nhỏ, pin to thì mình ấy xuống như này. Để cho ấy. Còn đâu ví dụ như những pin nào nhỏ thì mình có thể thiết kế quay ngược lại để cho nó chặt viên pin. Đấy. Sau đây sẽ là cách sạc pin. Đây là sạc lipo Pro B6. Đấy, rút cục pin ra. Thì cái một cái đầu pin này thì mình sẽ cắm với cái rác này và một cái đầu ba lăng này. Đấy, mình sẽ cắm vào cái rác pin nhỏ nhất đây. Còn cái này thì nó sẽ có những chế độ set như sau.
ví dụ đây stop, ví dụ pin đầy rồi mình có stop hoặc là pin đầy nó tự động nó ngắt. Còn đây là chế độ set, ấn vào đây và mình có thể chuyển các cái chế độ pin khác nhau. Mình sẽ pin của mình sẽ là lipo và ấn start là ok. Ấn thêm start nữa, đây là cái dòng để sạc pin. Thì với cái dòng pin lipo 2S này mình để 2.5A, còn đây là 74V 2S. Muốn sạc pin 3S 4S thì mình có thể vào đây mình set. Với pin của mình là chỉ là pin khi nó nháy nháy như thế này ấy, thì mình cần ấn enter là nó xác nhận nha. Khi nào mình muốn chỉnh lại mình lại ấn enter. Đấy. Nó sẽ tự động chuyển. Enter là sẽ còn tùy chỉnh ở những cái nút này. Tùy chỉnh lên xuống ở đây. Đây nó có hai nút. Để mình tùy chọn. Enter là ok. Xong. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm pin. AS thì mình cắm vào cái này, 2S vào đây, lần lượt vậy. Đấy, cắm ngược cái rắc trắng này lên trên nhé, ở dưới này nó có cái khe ấy. Cắm đúng vậy. Ở đâu cắm úp xuống đi. Ở đây nó hai ngạnh, mình cắm theo đúng ngạnh của nó. Sau khi cắm vào rồi ấy, thì mình sẽ ấn nút ra start, giữ một lúc. Ok, check pin. Đấy, confirm, enter là mình ấn thêm một nút enter nữa là nó sẽ tự động nó sạc. Đấy, viên pin của mình đang hiện tại là 7,61V. Khi nào nó sạc căng lên thì nó phải rơi vào tầm 84V. Đây mình có thể ấn đây để kiểm tra xem là các cái cell của nó. Đây là cell số 1, cell số 2, cell số 3. Đấy nó có từng đây cell. Ví dụ như ở đây có 2S thì nó chỉ hiện hai số này thôi. Cell số 3 ở đây, cell số 4 đây, cell số 5, cell số 6. Cái loại này có thể sạc đến pin 6S. Tức là 6S tức là 6 cell rồi. 6 cục pin. Cái này cứ ấn chuyển thôi, chuyển để xem các cái thông số đang sạc rồi. Rất dễ và đơn giản. Chúc anh em chơi xe vui vẻ.